Ông nội thấy tôi 5 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, nên đã nhanh tay tìm một cô gái thuộc tiết làm quân sư nhỏ cho tôi. Yêu cầu cô ấy dạy tôi cách yêu vào thứ 2, 4, 6 và dạy sinh học vào thứ 3, 5, 7. Nhưng ông nội không ngờ rằng quân sư nhỏ lại chơi đùa cùng tôi vào chủ nhật. Còn hẹn với tôi là sau này lớn lên sẽ kết hôn và sinh con. Đáng tiếc niềm vui ngắn ngủi, cô ấy đã được đón về nhà chỉ sau 1 tháng. Và tôi chỉ biết tên gọi nhỏ của cô ấy là Tiểu Á Mã. Tưởng rằng sau này sẽ phải bước vào con đường tìm vợ dài đằng đẵng. Nào ngờ ông nội lại đưa cho tôi một hôn ước ngay khi tôi kết thúc kỳ thi đại học. Nói rằng manh mối của Tiểu Á Mã ở bên kia, tiện thể kêu tôi đi kết hôn luôn. Nhưng ngày đầu tiên khi tôi đến nhà họ Lâm, Lâm Nguyệt Hân lại sắp xếp cho tôi ngủ trong gazer. Còn nói đây là phòng đã chuẩn bị cho tôi. Nghe vậy, tôi nhìn quanh, rồi chỉ vào góc đầy bừa bộn và hỏi đây thật sự là nơi cho người ở sao? Vậy giường của tôi đâu? Lâm Nguyệt Hân mặt đỏ bừng và bảo lát nữa sẽ cho người tới dọn dẹp. Thực ra cô ấy đã chuẩn bị phòng cho tôi từ lâu, nhưng khi phát hiện tôi không nhận ra cô ấy, thì cô tiểu thư kiêu ngạo lập tức không hài lòng và phạt tôi phải ngủ ở đây suốt 1 tháng tới. Lúc này, cô bé đứng bên cạnh thấy không khí có chút ngượng ngập, liền tiến lại gần và nói: Anh Trần chết đừng giận, chị ấy không phải là người như vậy đâu. Em nghĩ chắc chắn chị ấy có ý khác. Nhìn cô bé dễ thương trước mặt, tôi mỉm cười và nói: Nếu chị em giống em, thì thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi. Vừa dứt lời, Lâm Nguyệt Hân đứng ở cửa trừng mắt nhìn tôi và nói: Tôi nghe thấy hết. Nói xong, cô ấy dắt em gái Tiểu Thái ra ngoài, rồi gọi hai bảo vệ vào dọn dẹp vệ sinh. Nhưng điều mà tiểu thư Lâm không ngờ tới là hai bảo vệ sau khi cô ấy đi đã khinh khỉnh kéo tôi qua và nói: Thằng nhóc, đừng tưởng tiểu thư tin vào tờ hôn ước giả mạo đó mà có thể leo lên đầu chúng tôi. Cái gazer rách nát này chính là nơi cậu ở, và tiểu thư có lẽ sẽ đuổi cậu ra khỏi đây trong vài ngày tới. Đây có thể là vài ngày duy nhất trong đời mà cậu có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Tôi cau mày, nhưng còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng lạnh lùng của Lâm Nguyệt Hân: Hai người đang thì thầm cái gì đó? Làm việc thì làm cho tử tế. Thấy Lâm Nguyệt Hân nổi giận, hai bảo vệ lập tức cúi đầu lấm lét. Lâm Nguyệt Hân nhẹ nhàng liếc nhìn tôi, rồi duyên dáng bước ra ngoài. Quản gia La, sau khi dọn dẹp ra xong thì bảo hai người bảo vệ đó đi đi. Điều lạ lùng là quản gia giàu kinh nghiệm như bà La lại trở nên do dự: Thưa tiểu thư, hai người đó có phải đã làm gì phận lòng tiểu thư? Không có gì, chỉ là đơn giản thấy hai người đó không vừa mắt thôi. Lâm Nguyệt Hân lạnh lùng cười, nói: Phải rồi, quản gia La, tôi nhớ rằng trong trang viên không được có hai người ở cùng một chỗ, đúng không? Và tôi vừa xem qua hồ sơ của hai người đó, hình như họ là đồng hương với bà thì phải. Nghe vậy, quản gia La cúi người, giọng run rẩy: Xin lỗi tiểu thư, đây là lỗi của tôi, lát nữa tôi sẽ đi thông báo cho họ. Sau khi quản gia La rời đi, Tiểu Thái ngồi bên cạnh nhìn chị Lâm Nguyệt Hân. Em nhớ tuần trước chị đã trải sẵn giường cho anh Trần Chiết ở lầu 2 rồi mà, bây giờ lại để anh ấy ở trong gazer sao? Ánh mắt của Lâm Nguyệt Hân có chút lảng tránh: Em nói bậy gì đó, đó là chỗ chị ngủ, ngủ phòng mình chán rồi thì qua phòng bên cạnh ngủ thôi. Nghe vậy, Tiểu Thái lập tức bĩu môi: Chị nói dối, đừng tưởng em không nhận ra chị đang nói dối. Nếu chị không nói cho em sẽ đi kể một số bí mật cho anh Trần Chiết. Nói xong, cô ấy đứng lên định chạy ra khỏi phòng khách. Lâm Nguyệt Hân vội kéo cô lại: Còn dám đe dọa chị à, có phải không? Thấy Lâm Nguyệt Hân không dễ bị ép buộc, Tiểu Thái liền làm vẻ mặt đáng thương. Dù biết cô ấy giả vờ, nhưng Lâm Nguyệt Hân vẫn ôm cô vào lòng: Em không nghe lời giống hệt như anh ấy, nên chị sẽ phạt cậu ngủ trong gazer 1 tháng. Tiểu Thái giả bộ làm vẻ mặt như hiểu ra: Thì ra là vậy à, em cứ tưởng chị không thích anh ấy nữa chứ. Ai mà thích anh ấy chứ, loại người hay quên lại không biết nó năng gì thì chỉ có cuốn con mới thích thôi. Trên gương mặt Lâm Nguyệt Hân thoáng hiện lên một chút đỏ bừng, sau đó cô đi lên tầng 2 để lấy vài món đồ dùng giường ngủ. Ở bên kia, hai bảo vệ khi biết mình bị sa thải, liền lập tức chạy tới cổng biệt thự, muốn tìm Lâm Nguyệt Hân để hỏi cho rõ ràng. Tôi nhận thấy tình huống không ổn, cũng vội vàng theo sau. Khi mọi người tới cổng biệt thự, thì vừa thấy Lâm Nguyệt Hân xách hai túi đồ dùng ngủ bước ra. Bảo vệ Lý Học Tài không nói lời nào, lập tức lao tới chỗ Lâm Nguyệt Hân, bộ dạng đó giống hệt một kẻ sát nhân. Nhưng ngay lúc hắn định làm điều đó, tôi nhanh chóng lao tới và tát hắn một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, giây tiếp theo tôi đã giữ chặt Lý Học Tài nằm xuống đất. Chưa kịp để Lâm Nguyệt Hân nói gì, tôi đã dùng nắm đấm đáp trả những lời lăng mạ vừa rồi của hắn. Chứng kiến cảnh này, Lâm Nguyệt Hân ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi cảnh sát bắt giữ cả hai tên. Sau khi xong việc, Lâm Nguyệt Hân đặt chăn ga gối nệm lên chiếc ghế bên ngoài gazer, giọng vẫn lạnh lùng: Đồ dùng sinh hoạt tôi để ở đây rồi, nếu có chuyện gì thì nói với quản gia La. Tôi ngần ngại một lát, lặng lẽ nhắc nhở: Nhưng bảo vệ của các người thật là không đáng tin, lần sau tuyển người thì chọn kỹ một chút. Lâm Nguyệt Hân khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt cô không còn lạnh lùng như trước, ngược lại còn thoáng nét dịu dàng. Chỉ là tôi không thể ngờ trong túi Lâm Nguyệt Hân có sẵn bình xịt hơi cay hiện đại nhất, có thể khiến một người đàn ông vạm vỡ lập tức mất đi ý thức. Nhưng cô thấy dường như không cần phải nói cho tôi biết, vì cô rất thích cảm giác an toàn quen thuộc này từ tôi. Khi tôi trải xong giường và định gọi đồ ăn, thì thấy Tiểu Thái xách hai túi lớn bước tới. Cô ta tinh nghịch nháy mắt: Anh Trần Chiết, em thay mặt người bí ẩn tới đưa đồ cho anh đây. Vì đói, tôi không quan tâm nhiều, lấy một gói thịt khô ra bóc ăn liền. Nhìn thấy vậy, Tiểu Thái nhẹ nhàng lay cánh tay của tôi: Anh ơi, cho em ăn một miếng được không? Được chứ, nhưng khi tôi chuẩn bị đưa thịt khô qua, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lạnh lùng của Lâm Nguyệt Hân.
Thế là cậu rút tay lại và nói, chị được ăn một miếng thôi. Nếu mà em bị chị phát hiện, thì đừng nói là ai cho em ăn đó nhé. Mê mơ em chắc chắn sẽ không nói đâu. Tiểu Thái nhận lấy miếng thịt khô và nhấm nhát từng chút. Tay còn thỉnh thoảng rung lên, như thể đang đề phòng bị Lâm Nguyệt Hân bắt gặp. Nhìn thấy cô ấy ăn đến nhai nhét dầu mỡ, tôi liền xé một gói khăn ướt để lau đi vết dầu ở khóe miệng cô ấy. Cô ấy lại muốn ăn thêm một cái nữa. Tiểu Thái, em cũng không muốn thấy anh bị chị em đuổi ra khỏi nhà chứ. Tiểu Thái le lưỡi, được rồi, vậy em về báo cáo lại đây. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, tôi vừa xách đồ thay ra ngoài thì thấy Lâm Nguyệt Hân từ bên ngoài bước vào, trông có vẻ như vừa mới tắm xong. Một bộ đồ trắng tinh ông sát lấy đường cong quyến rũ của cô ấy. Hình ảnh đó khiến tôi cũng có chút bối rối. Ánh mắt của tôi làm khuôn mặt Lâm Nguyệt Hân thoáng đỏ, nhưng cô nhanh chóng giấu đi biểu cảm đó, rồi giọng lạnh lùng vang lên, đi theo tôi một lát khiến tôi tỉnh lại và gật đầu. Sau đó cô ấy tiến hành lấy dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt của tôi. Sau đó cô ấy lấy bản đồ cấu trúc của biệt thự và giới thiệu cho tôi. Sau khi hoàn thành những việc này, Lâm Nguyệt Hân đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng trong giọng nói lạnh lùng của cô lại pha chút nhẹ nhàng, hôm nay bố mẹ tôi bận việc công ty nên anh cứ ăn chút đồ ăn vặt lót dạ nhé. Nhưng vừa dứt lời, bụng cô ấy liền kêu gọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt Hân thoáng chốc ửng đỏ. Tôi ngại ngùng gãi đầu, buổi tối cô chưa ăn gì à? Cô ấy đáp coi như giảm cân. Giọng nói của cô rất nhỏ, có chút ngại ngùng, cô rời ánh nhìn đi nơi khác, tôi về phòng đây. Ngủ sớm nhé. Nói xong, Lâm Nguyệt Hân đứng dậy bước về phía cầu thang. Nhìn bóng dáng cao ráo của cô ấy, tôi sẽ mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói, cô có đói không? Tôi cũng chưa ăn no. Nếu cô không ngại thì ăn mì cùng tôi được chứ? Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Lâm Nguyệt Hân từ từ dừng bước. Trong đôi mắt đẹp của cô ấy thoáng qua chút bối rối, rồi cô quay lại và ngồi xuống ghế tiếp tục thưởng thức. Có hơi đói một chút, tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đi vào bếp bắt đầu nấu mì. Còn Lâm Nguyệt Hân nghe thấy tiếng cắt rau từ trong bếp, cô từ từ đặt tách trà trong tay xuống, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, lặng lẽ chìm vào suy tư. Chỉ là đôi môi cô ấy đôi lúc khẽ cong lên, dường như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ. Nghĩ tới nghĩ lui, một làn hương thơm làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Lâm Nguyệt Hân. Sau đó tôi bưng bát mì nóng ra ăn đi, đừng để đói đến mức khó chịu. Nói xong tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Nguyệt Hân lén nhìn tôi một cái, rồi cũng từ tốn ăn từng chút một. Cô ấy thì thầm mùi vị thật quen thuộc. Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên, cô nói gì? Không có gì, mì của anh nấu ngon lắm. Nghe Lâm Nguyệt Hân khen ngợi, tôi mỉm cười nhẹ, trước đây cũng có một cô gái thích ăn mì tôi nấu. Cô ấy luôn bắt tôi làm cho cô ấy ăn. Trong ánh mắt của Lâm Nguyệt Hân thoáng qua một tia u sầu, nhưng bề ngoài lại giả vờ làm ra vẻ thờ ơ. Cô ấy đẹp bằng tôi không? Tính cách thì sao? Nghe đến đây, tôi nhìn cô ấy chăm chú. Nhưng điều này khiến tôi ngơ ngác. Nhưng nhanh chóng tôi lắc đầu, làm sao có thể, cô ấy là một cô bé cưng. Nhà cô ấy không có giàu như vậy đâu. Mênh mông, cả hai đều là mỹ nhân, chỉ là lần đầu gặp cô ấy, mặt mũi cô ấy rất bẩn. Con tưởng tôi là người xấu. Cô ấy còn định cắn tôi, nhưng cô ấy hơi ít nói và còn rất hay khóc. Chỉ cần trêu một chút là cô ấy lại khóc đòi đánh tôi. Tôi vừa kể vừa cười. Bỗng nhiên tôi nhận ra vẻ mặt của cô gái trước mặt có chút không bình thường. Sao mặt cô lại đỏ thế? Có phải là vì canh nóng quá không? Lâm Nguyệt Hân khẽ gật đầu, mê mơ. Thật sự là có hơi nóng, nhưng đầu vẫn cúi xuống, không hề ngẩng lên. Anh về trước đi, một lát nữa tôi sẽ nhờ quản gia lau dọn dẹp. Nghe vậy, tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Được thôi, vậy cô cũng nghỉ sớm nhé. Cho đến khi tiếng bước chân của tôi hoàn toàn biến mất, Lâm Nguyệt Hân mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhẹ nhàng vỗ vào má mình, như thể muốn làm cho khuôn mặt đỏ bừng trở lại bình thường. Nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể nào xóa đi được. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Tiểu Thái cứ nằm nặng nói tôi ngồi trong phòng khách xem hoạt hình cùng nó. Bất chợt, một tiếng chuông tin nhắn vang lên từ túi quần. Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ nhanh. Trên mặt cũng nở nụ cười, hôm nay mình sẽ ra ngoài gặp một người bạn tốt. Thấy cảnh đó, Lâm Nguyệt Hân bĩu môi, vậy có cần mình chuẩn bị cơm chưa cho cậu không? Tôi vẫn cúi đầu gõ, không để ý đến biểu cảm thay đổi của Lâm Nguyệt Hân. Chắc là không cần đâu, hôm nay mình có thể về muộn một chút. Nghe thấy vậy, Lâm Nguyệt Hân bế Tiểu Thái rồi bước về phía cầu thang. Quản gia La, sau này có thể bớt làm một phần cơm rồi. Bạn nghe thấy lời này có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Lâm Nguyệt Hân đầy ẩn ý đó, bạn chỉ thở dài một hơi, hê sĩ, xem ra là ghét mình rồi, muốn đuổi mình đi đây mà. Nghĩ đến đây, tôi quay về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng tôi không ngờ rằng, cô tiểu thư kiêu kỳ Lâm Nguyệt Hân này chỉ là đang ghen mà thôi. Lúc đó, sau khi dẫn Tiểu Thái vào phòng của mình, cô ngay lập tức lấy ra một đống đồ ăn vặt từ tủ, rồi nhìn Tiểu Thái với đôi mắt sáng rực, một lát nữa đi cùng với chị ra ngoài không? Chị muốn xem là con hồ ly nào dám quyến rũ người đàn ông của chị. Tiểu Thái thấy ánh mắt đầy sát khí của Lâm Nguyệt Hân, liền nghiêm túc vỗ vào ngực mình, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, tôi đang thu dọn quần áo, bỗng nghe thấy tiếng của Tiểu Thái, anh ơi, anh đang làm gì vậy? Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thái chạy nhanh lại gần, và phía sau là Lâm Nguyệt Hân với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Anh đang thu dọn đồ để đi đây. Tôi khẽ vuốt mái tóc đuôi ngựa của Tiểu Thái, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sau khi nghe thấy lời tôi nói, không chỉ Tiểu Thái khẩn thiết cầu xin tôi đừng đi, mà Lâm Nguyệt Hân cũng bước tới với vẻ mặt không cảm xúc. Cô giật lấy túi quần áo đã đóng gói của tôi. Anh định đi đâu chứ? Tôi có chút ngượng ngùng sờ mũi, không phải cô muốn tôi đi sao? Nghe vậy, Lâm Nguyệt Hân nhìn tôi chằm chằm, tôi bao giờ nói câu đó chứ? Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Lâm Nguyệt Hân lại quay ánh mắt sang một bên,
và vành tai xinh xắn của cô từ từ đỏ lên. Không phải cậu vừa nói với quản gia bác là có thể bớt làm một phần công sao? Tôi sao không nhớ gì cả? Tiểu Thái, chị có nói câu đó không? Thấy vậy, Tiểu Thái lập tức ôm lấy cánh tay tôi và làm nũng. Không mà, chị không khi nào nói câu đó. Cảnh tượng này khiến tôi trở nên cứng họng ngay lập tức. Buổi sáng chỉ là nói bậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều, nghe rõ chưa? Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nguyệt Hân mang theo một chút run rẩy. Sau đó, chưa kịp để tôi lên tiếng, cô đã quay lưng lại và đi ra ngoài. Chỉ có điều bước đi của cô mang theo một chút hoảng loạn. Đến chiều, khi dẫn Tiểu Thái ra ngoài, cô ấy kéo tay tôi đi về phía tiệm gà rán. Còn tôi đành phải liên lạc với anh Nhiều, bảo anh ấy cũng tới tiệm gà rán này và lồng tiếng tại kênh YouTube. Tôi nhìn thấy trước mắt là một bàn đầy burger và gà rán. Tiểu Thái lập tức chảy nước miếng. Tôi ra hiệu cho cô ấy ăn trước, sau đó nhìn Tiểu Thái ăn ồm đáng yêu. Tôi không nhịn được cười, tính cách của hai chị em này thực sự là hai thái cực. Chẳng bao lâu, một chàng trai tóc ngắn đã đi về phía tôi. Vừa đến gần, cậu ấy đã cầm lấy chai Coke và uống. Sau đó không nhịn được mà phàn nàn, chàng ca, cậu khiến tôi mệt chết đi được. Nghe thấy tiếng nói, Tiểu Thái bên cạnh lập tức ngẩng đầu lên. Khi phát hiện ra đó là một người bạn nam, cô ấy nhẹ nhõm thở phào, may mà là nam. Nếu là bạn nữ thì chắc chắn chị ấy sẽ ăn thịt chân ca mất. Lúc này, Lưu cầm một hộp gà rán và đổ vào miệng. Ăn xong, cậu ấy đột nhiên nhìn tôi với vẻ tự hào, ha ha. Chân ca, tôi cũng được nhận vào Đại học Vinh Thành rồi. Tôi lập tức sững sờ, cái gì? Cậu đừng đùa tôi chứ. Trong ấn tượng của tôi, Miêu hàng ngày đều đánh nhau với các băng nhóm khác. Thậm chí năm lớp 10, thành tích của cậu ấy vẫn là đứng cuối toàn trường. Nhưng giờ đây lại đỗ vào trường đại học tốt nhất của Long Thành. Thấy hiệu quả đạt được, Miêu mới nhỏ giọng giải thích. Hóa ra là do khả năng chạy bộ của cậu ấy rất xuất sắc, thêm vào đó còn có chút năng lực siêu phàm, nên Đại học Long Thành mới cho cậu ấy thêm một sức đặc biệt. Nghe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chờ đầy một năm có thể theo kịp những gì tôi học gần 3 năm, thì tôi thật sự sẽ cảm thấy áp lực đè nặng. Trên đời có thiên tài cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là bạn bè tốt của mình. Tiểu Thái vỗ vỗ vào bụng cô ấy, anh ơi. Sau khi em ăn no rồi thấy điều hòa thổi hơi lạnh, nên ngồi luôn lên đùi anh. Thấy vậy, Miêu mới chú ý đến Tiểu Thái, chân ca. Sao trước đây không nghe cậu nói có một cô em gái nhỉ? Cô ấy xinh thật. Bạn xoa đầu Tiểu Thái, nếu theo quan hệ hôn ước giữa mình và Lâm Nguyệt Hân, thì đúng là tính là em gái rồi. Chân ca có bạn gái chưa? Tôi lắc đầu, chưa có. Tôi chỉ là một anh chàng khô khan, đi đâu để tìm bạn gái đây? Nghe vậy, Miêu lập tức tự mãn, hê hê. Tôi có một người yêu, chúng tôi là bạn học cấp 3. Khi Miêu định tiếp tục khoe khoang thì một tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Miêu nhìn thấy màn hình điện thoại, lập tức bắt máy và cười chạy ra ngoài. Khi cậu ấy đi xa, Tiểu Thái đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi, anh là một kẻ xấu xa. Anh và chị đều có hôn ước rồi mà, sao lại nói là không có bạn gái? Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng ôm Tiểu Thái, chỉ có hai người thích nhau mới được gọi là bạn trai bạn gái. Dù anh và chị có hôn ước, nhưng chị ấy không thích anh. Em nghĩ xem, hai người không thích nhau thì làm sao lâu dài được? Nhưng điều không ngờ là, sau khi nghe lời tôi, Tiểu Thái lại càng tức giận hơn, anh dựa vào đâu mà nói chị không thích anh? Nếu chị ấy không thích anh thì làm sao có thể nói thế được? Nói đến đây, cô ấy chuyển giọng, em thấy hình như anh không thích chị ấy thì đúng hơn. Anh trai xấu, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tiểu Thái tức giận quay người sang một bên, học theo dáng vẻ của người lớn, hai tay ôm ngực như một con mèo đang hờn dỗi. Thấy Tiểu Thái giận dỗi như vậy, tôi cũng bật cười, vậy anh làm sao mới chịu nói chuyện với anh? Anh nói anh thích chị ấy. Anh thích chị ấy, được chưa? Giờ em có thể tha thứ cho anh rồi chứ? Anh đang bày trò, nếu anh còn như vậy, em sẽ không nói chuyện với anh nữa và sẽ chơi trò mất tích trên đường về, để anh về nhà rồi bị chị phạt. Tiểu Thái tức giận nắm chặt cánh tay tôi, nhưng tiếc là móng tay quá ngắn nên không để lại dấu ấn. Thấy mắt Tiểu Thái như muốn phun lửa, không thể bỏ qua, được rồi, anh thích chị của em, như vậy có được không? Không được, anh phải gọi tên chị tôi. Mặt tôi bỗng thay đổi, cảm thấy như vậy thật sự quá kỳ quặc. Vì vậy tôi vội vàng từ chối, nhưng Tiểu Thái lại ôm chặt lấy đuôi tôi. Cô ấy nhẹ nhàng làm đúng không mà. Ở đây không có ai nghe lén, nhanh nói đi mà. Bạn thở dài một hơi, cuối cùng nhìn vào mắt Tiểu Thái, tôi nghiêm túc nói, tôi thích Lâm Nguyệt Hân. Nghe vậy, Tiểu Thái lập tức nở nụ cười của kẻ thắng kế hoạch. Sau đó cô ấy làm mặt xấu với tôi, như vậy mới đúng chứ. Em biết mà anh thích chị em. Vừa lúc đó, cô ấy chạy vào nói với tôi rằng cậu ấy đi hẹn hò, tôi chỉ có thể dẫn Tiểu Thái về nhà. Đợi đến khi về đến biệt thự, Tiểu Thái liếc nhìn Lâm Nguyệt Hân, sau đó cười với tôi, rồi đưa túi đựng đồ cho Lâm Nguyệt Hân. Đây là vài cái bánh hamburger mà anh trai đã đóng gói cho chị. Tôi tưởng rằng người kia sẽ trách tôi vì đã mua đồ ăn vặt này. Không ngờ cô ấy chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn tôi, sau đó cô ấy cầm hamburger đi về phía cầu thang. Biết rồi, Tiểu Thái, em vào phòng chị một chuyến nhé. Tiểu Thái nháy mắt với tôi rồi bước đi nhanh nhẹn theo sau. Và hai chị em vừa về đến phòng, Lâm Nguyệt Hân làm động tác ra hiệu cho Tiểu Thái lấy đồ ra đi. Tiểu Thái ánh mắt lóe lên, cô ấy chăm chú tìm trong túi nhỏ của mình. Sao vậy? Hôm nay bạn của anh chết mà gặp thật sự rất xinh đẹp, hình như còn xinh hơn cả chị nữa. Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt Hân lập tức lạnh lẽo như băng. Sau đó, như đang hờn dỗi, cô ấy ném túi nhựa đựng hamburger xuống đất, ghi âm, lấy ra, người phụ nữ đó là ai? Cô ấy trông như thế nào? Nhìn thấy khuôn mặt băng giá đầy tức giận của chị, Tiểu Thái lập tức đưa đoạn ghi âm cho chị. Rồi cô ấy cẩn thận tựa lưng vào sofa, chị tự nghe đi. Không được đánh em. Khi Lâm Nguyệt Hân nghe nội dung trong đoạn ghi âm, cơ thể căng thẳng của cô ấy từ từ thả lỏng ra. Được rồi, em dám trêu chọc chị gái.
chẳng lẽ em muốn bị đánh vào mông à? Nghe vậy, Tiểu Thái chạy đến bên cạnh cô ấy với vẻ đáng thương, đừng mắng em gái. Chị cứ tiếp tục nghe đi. Lâm Nguyệt Hân hừ một tiếng rồi ấn nút phát. Khi nghe tôi nói rằng tôi thích Lâm Nguyệt Hân, cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó, khóe miệng cô không thể kiềm chế mà bắt đầu nhếch lên. Thấy vậy, Tiểu Thái giơ tay lên, chị sẽ thưởng cho em như thế nào? Lâm Nguyệt Hân liếc mắt về phía cô ấy, sau đó lấy ra đủ loại đồ ăn vặt cho cô ấy. Đợi Tiểu Thái đi rồi, Lâm Nguyệt Hân mặt trở nên đỏ bừng. Sau đó, cô nhặt cái hamburger vừa ném xuống đất lên, đã hiểu lầm anh rồi. Trong khi đó, tôi vừa đi về phòng, tôi thấy trên giường lớn của mình có một cái liều Mangonian, và phía trên tường đối diện cũng lắp một cái máy điều hòa hoàn toàn mới. Tôi nghĩ chắc là quản gia La làm. Ai ngờ cô ấy chỉ cười, cảm ơn tôi làm gì? Cậu nên cảm ơn cô gái kia. Nhưng vừa nói xong, cô ấy bịt miệng lại, chết tiệt. Tiểu thư sáng nay mới nói không được tiết lộ điều này. Chắc chắn tôi đã gặp rắc rối lớn. Nghĩ đến đây, cô ấy lắc đầu với tôi không biết gì đâu. Tôi đã ở ngoài cả ngày để mua rau. Thấy vậy, tôi lại đi lên lầu 2 của biệt thự Lâm Nguyệt Hân. Cô có ở đó không? Lâm Nguyệt Hân vừa ăn xong cái hamburger nghe thấy tiếng gọi của tôi, khuôn mặt trắng trẻo lập tức hoảng loạn. Sau khi giấu cái hamburger còn lại vào ngăn kéo, cô mới vội vàng đi ra cửa. Sau khi điều chỉnh trạng thái, cô hỏi, có chuyện gì không? Cảm ơn cô đã cho người đến lắp điều hòa trong phòng tôi. Lâm Nguyệt Hân vẫy tay, không liên quan đến tôi. Đó là quản gia La thấy anh tội nghiệp nên đã nhờ tôi giúp anh lắp đặt. Nếu anh muốn cảm ơn, hãy cảm ơn cô ấy. Nghe thấy Lâm Nguyệt Hân nói vậy, tôi cảm thấy nghi ngờ và gãi đầu, hai người này sao nói chuyện lại khó hiểu thế nhỉ? Thấy Lâm Nguyệt Hân không có việc gì, lại chuẩn bị trở về phòng. Đợi chút, tôi vội vàng chặn cửa lại. Nhưng bàn tay tôi lại chạm vào cánh tay mịn màng của Lâm Nguyệt Hân. Một lúc sau, không khí bỗng nhiên lắng lại, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Nguyệt Hân hiện lên một sắc hồng. Việc này không nên xảy ra lần thứ ba. Nếu có lần tiếp theo, có việc gì không? Tôi ngượng ngùng cãi mũi. Tôi chỉ muốn nói là ở khóe miệng bên trái của cô còn dính nước sốt. Tôi biết rồi, không cần anh nhắc. Lâm Nguyệt Hân cảm thấy mình có chút mất kiên nhẫn. Sau khi tức giận liếc tôi một cái, cô đã đóng cửa lại. Tôi chỉ biết ủ rũ đi xuống cầu thang, chắc lại tự mình làm hỏng mọi thứ nữa rồi. Nhưng tôi không biết rằng, sau khi vào trong phòng, Lâm Nguyệt Hân ôm hai tay vào ngực, lặng lẽ dựa vào cửa. Vẫn như mọi khi, biết rõ cách khiến tôi nổi giận, phía bên kia, Tiểu Thái đang chuẩn bị ra ngoài rót một chút trà đỏ để uống. Thấy tôi từ phòng Lâm Nguyệt Hân đi ra, nên Tiểu Thái vội vàng chạy tới, anh chị ơi, cho em nhiều phần thưởng quá. Cho em vào ăn chút gì không? Nói xong, Tiểu Thái chống tay lên hông, mặt đầy vẻ đắc ý. Tham ăn, một chút nữa không ăn tối sao? Chưa dứt lời, tiếng gọi lớn của lão quản gia từ phòng khách dưới lầu vang lên. Tiểu thư hai, tiểu thư, cháu dậy ra ăn tối đi, ông bà đã về rồi. Mấy người vừa bước xuống lầu, quý bà Tô Vận Cầm đi đến. Bà ấy mỉm cười nhìn tôi, sau đó ôm Tiểu Thái vào lòng. Chưa kịp nói gì, Lâm Thiên Hồng đã cười và vỗ vai tôi. Tiểu chết đến rồi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Lâm Thiên Hồng cười giải thích, hóa ra ông thường trò chuyện với ông của tôi, và ông của tôi lại luôn gửi cho ông những video và hình ảnh về tôi tập luyện. Nói đến đây, ông bỗng cười xấu xa, nhà chúng tôi Tiểu Hân còn khá ngưỡng mộ đấy. Nghe vậy, mặt Lâm Nguyệt Hân lập tức đỏ bừng, đưa tay ra kéo ông đến bàn ăn. Đừng nói nữa, làm mẫu đi. Lâm Thiên Hồng nhếch môi. Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Nguyệt Hân, ông chỉ đành im lặng. Vì vậy, ông cầm chai bia trên bàn rót một nửa cốc, còn nửa chai thì đưa cho Tiểu Chết không xa, cậu cũng uống chút đi. Thấy cảnh này, Lâm Nguyệt Hân có vẻ không vui, liếc nhìn Lâm Thiên Hồng, giọng nói hạ thấp, ông làm gì vậy? Anh ấy đâu có biết uống rượu, cũng không phải là rượu trắng mà, cũng không thấy ông quan tâm đến ba chút nào. Lâm Nguyệt Hân khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Cô lại cúi đầu ăn rau. Lúc này, tôi nhận lấy chai bia từ Lâm Thiên Hồng, cảm ơn chú. Tiểu Chiết, cậu quá khách sáo rồi. Giữa cậu và Tiểu Hân, cậu nên gọi tôi là gì? Lâm Thiên Hồng nói xong, Lâm Nguyệt Hân đang cúi đầu ăn cơm cũng ngay lập tức đỏ bừng cả hai má. Cô càng không dám ngẩng đầu lên. Tôi do dự một lúc rồi vẫn gọi nhạc phụ. Nghe thấy vậy, Lâm Thiên Hồng lập tức cười hì hì, à, như vậy mới đúng chứ. Tiểu Hân, con thấy thế nào? Con ăn no rồi, mọi người ăn đi. Nói xong, Lâm Nguyệt Hân mạnh tay đặt đũa xuống bàn, rồi đứng dậy đi về phía cầu thang. Trước khi đi còn liếc tôi một cái. Còn Tiểu Thái thấy Lâm Nguyệt Hân chạy đi, cũng nói đã ăn no rồi, rồi đuổi theo Lâm Nguyệt Hân. Cô ấy nghĩ chị gái chắc chắn muốn lén ăn mấy cái hamburger đó. Sau khi ăn xong, tôi nghĩ thời gian đã hợp lý. Trong trang viên của nhạc phụ có cô gái nào tên là Tiểu Mức không? Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tháng. Ông nghe xong, mắt trợn lên một vòng. Sau một lúc suy nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi là, cái này thì tôi không biết. Cậu có biết tên thật của cô ấy không? Hoặc có anh không? Nghe vậy, tôi ngại ngùng gãi đầu, thực ra tôi cũng không biết. Mỗi lần hỏi tên thật của cậu ấy đều không nói cho tôi, nhưng có ảnh. Vừa dứt lời, tôi liền chạy về nhà để lấy ảnh, tưởng rằng lần này chắc chắn thành công. Nhưng Lâm Thiên Hồng lại nhíu mày, Tiểu Chết à, ảnh này của cậu mờ quá. Hơn nữa đây là ảnh lúc các cậu còn nhỏ, tôi hoàn toàn không nhìn ra. Trong ánh mắt tôi thoáng hiện lên sự thất vọng. Ông nói Tiểu Mức ở trong trang viên, nhưng chủ trang viên hoàn toàn không biết điều này, thì làm sao mà tìm đây? Vậy có ai cùng độ tuổi với cậu ấy không? Mẹ Tiểu Hân không nhịn được xen vào, trước đây có một người làm vệ sinh ở nhà chúng tôi, nhưng đã rời đi 2 năm trước. Nếu muốn biết địa chỉ, cậu phải hỏi Tiểu Hân, cô ấy phụ trách ghi chép thông tin nhân viên. Tôi lập tức cúi đầu chào hai người một cách trang trọng. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Hồng đảo mắt một vòng,
sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh tôi. Chuyện chết tao, tôi thấy vẻ mặt của cậu như rất quan tâm đến tiểu á đó. Chuyện độc đáo. Cô ấy là ai đối với cậu? Tôi chăn trở một lúc rồi nghiêm túc nói, tôi đã nói với cô ấy lớn lên sẽ cưới cô ấy. Lâm Thiên Hồng ngay lập tức trở thành một con sư tử giận dữ, tiểu chiết. Tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy. Ăn bát cơm mà còn nhìn nồi cơm. Hôm nay nếu cậu không giải thích rõ ràng với tôi, thì đừng mong rời đi. Mặt tôi cũng đỏ bừng như vậy. Vội vàng giải thích, tôi thật sự không biết có hồ nước này. Cách đây vài hôm ông tôi mới nói với tôi. Lâm Thiên Hồng thở dài, thế này đi, tiểu chiết. Tôi cho cậu một cơ hội. Cậu có thể đi tìm tiểu á. Nhưng nếu không tìm thấy, thì cậu phải thành thật thực hiện hôn ước này. Yêu cầu như vậy cậu có hài lòng không? Nghe thấy lời của Lâm Thiên Hồng, tôi sững sờ. Có phải ông ấy bị bệnh hay tôi bị bệnh? Sao mà tình huống phát triển lại rối rắm thế này? Nhưng nếu tôi làm vậy thì đã coi như phản bội rồi. Lâm Thiên Hồng nhìn tôi mỉm cười, tiểu chiết. Bây giờ cậu còn trẻ, có nhiều điều cậu trải qua vẫn còn quá ít. Nói xong, ông thở dài một tiếng và từ từ nói, nhớ hồi đó tôi cũng chỉ nhìn thấy mối tình đầu của mình mà bỏ qua tình cảm của Vân Cảnh dành cho tôi. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện cô gái đó đã sớm thay lòng, thích một bạn học khác. Lúc đó tôi cảm thấy như cả thế giới đều bỏ rơi mình. Cho đến khi nhận ra Vân Cảnh vẫn bên cạnh tôi mới bừng tỉnh. Có câu nói rất hay là hãy trân trọng người trước mắt. Lâm Thiên Hồng còn tưởng rằng tôi sẽ trở nên hừng hực khí thế. Ai ngờ tôi lại cúi đầu thì thầm. Nhưng dù sao mẹ vợ cũng yêu ông mà. Lâm Nguyệt Hân lại không thích tôi. Cậu dựa vào đâu mà thấy cô ấy không thích cậu? Tính khí của Tiểu Hân nhà chúng tôi thì tôi rất dễ hiểu, mà cậu có thể hỏi thẳng cô ấy xem cô ấy có thích cậu không. Cả hai đều đã là người lớn rồi, đừng ngại ngùng. Ba câu nói của Lâm Thiên Hồng lại làm tôi không biết nói gì. Sau đó nhìn tôi im lặng. Lâm Thiên Hồng khuyên nhủ, tiểu chiết, đừng lãng phí tâm tư của tôi. Ông già đã cứu tôi một mạng hồi trẻ. Tôi hiểu phẩm hạnh của ông ấy. Vậy thì đứa trẻ ông nuôi lớn từ nhỏ sao có thể khiến tôi thất vọng được? Thế vậy, tôi cúi người thật sâu, cảm ơn ông đã công nhận ông nội và tôi. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu tập thể dục. Khi tôi tập xong đi đến cửa biệt thự, mới nhận ra mình không mặc áo. Điều này khiến tôi hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Nếu bị Lâm Nguyệt Hân bắt gặp thì sao? Vì vậy, tôi vội vàng chạy trở lại. Nhưng tôi không ngờ rằng, khi tôi rời đi, Lâm Nguyệt Hân trong bộ đồ thể thao lén lút bước ra từ sau một cái cây lớn. Trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một chút hân hoan. Cô ấy lẩm bẩm trong miệng, hừ. Ai mà thèm, nửa tiếng sau, tôi tắm xong bước ra. Không ngờ lại thấy Lâm Nguyệt Hân cầm ấm trà nhìn tôi, hóa ra có người tắm còn phải hát nữa. Âm thanh còn lớn nữa. Nói xong, cô ấy còn bắt chước tôi hát. Thấy vậy, tôi xấu hổ bước tới cậu xin, tôi sau này không hát nữa đâu. Ai bảo cậu không được hát nữa? Muốn hát thì cứ hát đi. À, trong yêu rất đơn giản có một câu lời bài hát hình như là một love you. Cái này có nghĩa là gì? Đôi mắt bình tĩnh của Lâm Nguyệt Hân thoáng hiện chút hồi hộp và mong chờ. Tất nhiên là tôi yêu bạn rồi, cậu nói ra ngay mà không cần suy nghĩ. Đang chuẩn bị chế giễu Lâm Nguyệt Hân thì não tôi lập tức phản ứng lại. Vội vàng bịt miệng lại. Biết rồi, khóe môi Lâm Nguyệt Hân hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng lại bị ép xuống. Sau đó, cô ấy cầm ấm trà đi từ từ đến bên bàn trà trong phòng khách. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút chán nản, cúi đầu xuống. Bản thân lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay mà không có chút sức phản kháng nào. Ăn xong bữa sáng, Lâm Nguyệt Hân chuẩn bị vào phòng học một chút, thì thấy tôi đứng trước mặt với sắc mặt rối bời. Mê mông, tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Cái gì? Lâm Nguyệt Hân ông ngực ngồi xuống một cách tào nhã. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô lộ ra vẻ căng thẳng như vậy. Tôi muốn nhờ cô tìm một người, cô ấy tên là Tiểu Á Ba. Trước đây cô ấy từng làm vệ sinh trong trang viên. Tối qua, bố vợ bảo cô giúp tôi kiểm tra hệ thống hậu trường. Nghe thấy cái tên Tiểu Á Ba, Lâm Nguyệt Hân cả người chấn động. Gương mặt nhỏ không tự giác đỏ lên một lớp. Nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy gọi tôi đi theo sau. Biết rồi, chỉ là dạo này không phải tôi rất muốn hủy hôn sao? Sao còn gọi ông bố vợ một cách cần thiết như vậy? Nói xong, cô ấy lén nhìn về phía sau, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra có vẻ không hài lòng. Tôi lắc đầu. Hủy hôn cũng không đến lượt tôi đâu, cô mới có quyền hủy hôn. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Hân trong mắt lấp lánh một tia giận dữ. Cô dừng bước và từ từ quay người lại. Cứ như vậy, cô chằm chằm nhìn tôi. Vậy tại sao tôi phải hủy hôn? Khi đến tuổi kết hôn, hồ nước trong tay, cậu sẽ cưới tôi hay bỏ chạy? Nghe đến đây, tôi hơi bối rối. Thật ra, người đẹp như vậy làm vợ chưa cưới của mình, ai cũng có chút ý nghĩ. Chỉ là khoảng cách gia đình khiến tôi không dám tiến lên. Nhìn tôi với vẻ tự ti và do dự. Trái tim Lâm Nguyệt Hân như bị đâm một nhát đau đớn. Âm thanh của cô cũng lẫn vào một chút run rẩy. Trong 10 giây hãy trả lời tôi. Nếu không, yêu cầu của cậu sẽ không có giá trị. Có thể chứ, có thể là có ý nghĩa gì, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Cậu phải trả lời ngay, hoặc trả lời là không. Lâm Nguyệt Hân càng tiến lại gần, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy cánh tay tôi. Trong mắt cô tràn đầy lửa giận. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 in, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Nguyệt Hân hừ một tiếng, sớm biết như vậy thì đã tốt rồi. Gương mặt vốn đầy tức giận của cô giờ lại trở nên bình tĩnh như lúc đầu. Chỉ là hai dấu hồng phớt trên má khiến cô trông có chút yêu kiều. Này, sao có thể hỏi người khác như vậy chứ? Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm chậm đi theo sau Lâm Nguyệt Hân. Không lâu sau, hai người đã đến phòng của Lâm Nguyệt Hân. Cô ấy mở máy tính và tùy tiện nhấp vài lần chuột. Sau đó nhẹ nhàng nghiêng người nói, cái này hơi ngại. Bởi vì cô gái mà anh đang tìm đã nghỉ việc 2 năm trước, nên hệ thống trên đám mây tạm thời không thể truy xuất được. Việc sửa chữa có lẽ sẽ mất 1-2 tháng. Nghe vậy, tôi khó chịu vỗ vỗ lên trán, sao lại lâu như vậy?
Thế vậy, Lâm Nguyệt Hân giả vờ ngạc nhiên nói, cô ta với anh rất quan trọng sao? Sao anh lại gấp gáp như vậy? Không giấu giếm, tôi thẳng thắn nói, vì tôi đã hứa sẽ cưới cô ấy. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là, Lâm Nguyệt Hân không những không tức giận, mà trên mặt cô còn hiện lên hai sắc hồng. Em không tức giận à? Lâm Nguyệt Hân cơ thể khẽ run lên, biết rằng thái độ của mình đã khiến tôi nghi ngờ. Cô liền vội vàng nhíu mày. Cô nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Tôi đương nhiên là tức giận rồi, anh không nhìn ra tôi đang rất tức giận à? Phạt anh tháng này không được ngủ trong cả giờ nữa. Tự giác chuyển chăn ra sofa trong phòng khách. Ngoài ra, ban ngày khi nghỉ ngơi trong cả giờ không được bật quạt điện và điều hòa. Lâm Nguyệt Hân bĩu môi, trong mắt cô thoáng hiện lên chút tức giận. Sao vừa nhìn thấy Trần Chiết trong dáng vẻ ngốc nghếch này, mình lại không hiểu lý do muốn bắt nạt cậu ấy nhỉ? Nhưng nghe xong lời cô nói, tôi lại nhíu mày. Trước đó không phải cậu đã nói phòng của tôi không phải là gara sao? Sao bây giờ lại thừa nhận rồi? Nói lại một lần nữa đi. Giọng của Lâm Nguyệt Hân ngay lập tức giảm xuống vài độ. Ánh mắt như dao lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Tôi còn chút việc nên đi trước đây, sợ bị Lâm Nguyệt Hân dạy dỗ, tôi liền quay người chạy ra ngoài như bay. Thấy tôi đóng cửa lúc đó, Lâm Nguyệt Hân như nghìn năm băng tuyết tan chảy. Đôi mắt cô cong lên, nhẹ nhàng cười. Nhưng cô không biết rằng hành động kiêu ngạo này sẽ mang đến cho cô những ngày tháng như thế nào.彼此温暖，彼此真。